Minh An Academy xin chào các bạn. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận về cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống là gì bạn nha? Hành trình đi tìm định nghĩa cho cuộc sống là hành trình cả đời có nhiều khó khăn nhưng cũng lắm hạnh phúc. Cuộc sống là một vòng tuần hoàn, lúc khổ, lúc sướng, lúc buồn, lúc vui. Sở dĩ cuộc sống này khó định nghĩa vì nó đầy bí ẩn, trừu tượng, không cụ thể. Nó vô cùng hấp dẫn, khó dự báo, đầy bất ngờ và nghịch lý nhưng vẫn có những quy luật riêng. Cuộc sống là những rào cản và thách thức. Hãy dũng cảm vượt qua bằng tất cả sức lực có thể. Cuộc sống là sự khao khát. Đừng đứng im tại một chỗ. Bạn hãy di chuyển. Chọn cho mình một vị trí để có được cái nhìn bao quát, xa hơn và cao hơn. Và nghề nghiệp trong tay chính là một vị trí vững chắc nhất trong cuộc sống này. Cuộc sống là sự chịu đựng. Mỗi lần vấp ngã sẽ là một lần bạn mường tượng được con đường đang đi. Mỗi vết sẹo sẽ khiến bạn nhớ được những gì mình đã từng nếm trải. Cuộc sống chính là cái đẹp, hãy chiêm ngưỡng. Cuộc sống chính là điều may mắn, hãy đón nhận. Cuộc sống chính là hạnh phúc, hãy tận hưởng. Trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta chỉ sống được một lần duy nhất, nên các bạn hãy tận dụng những khoảng thời gian vô cùng quý giá của cuộc đời, làm những việc có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội này nhé. Và quan trọng là hãy tìm ra cho mình một công việc, một vị trí vững chắc để cuộc sống của bạn sẽ thuận lợi hơn, màu hồng hơn. Bởi cuộc sống đơn giản chỉ là cuộc sống, hãy biết đấu tranh để tồn tại. Minh An Academy là nơi giúp bạn có cuộc sống ổn định hơn bằng chính thực lực của bản thân mình.